Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, sức sống của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở các địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các đội, nhóm, các câu lạc bộ nghệ thuật được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động. Do đó, đã góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Câu lạc bộ văn nghệ thể thao tổ 14 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang được thành lập. Các thành viên tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng với họ cùng chung một niềm đam mê nghệ thuật bằng những lời ca, tiếng hát mộc mạc của mình để được giao lưu, biểu diễn. Mới thành lập vào tháng 7 năm 2020, có tuổi đời trẻ nhất thành phố Tuyên Quang, nhưng câu lạc bộ văn nghệ thể thao tổ 14 phường Tân Hà lại có đông đảo thành viên tham gia, với hơn 30 người ở nhiều độ tuổi khác nhau, và văn nghệ là lĩnh vực được nhiều người hăng say tham gia luyện tập nhất. Những giờ phút cùng nhau luyện tập như thế này là lúc để mọi người cùng thỏa mãn niềm đam mê và cùng nhau trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, qua đó mang lại niềm vui, động lực trong cuộc sống. Mục đích của câu lạc bộ chúng tôi là đầu tiên là để thành lập một số các cái tổ chức là văn nghệ, thể dục thể thao, rồi dưỡng sinh, tạo cái sân chơi vui khỏe có ích cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Điều đặc biệt ở câu lạc bộ văn nghệ thể thao tổ 14 phường Tân Hà đó là sự tiếp nối truyền thống. Qua đó, thế hệ các con, các cháu được học hỏi những kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống. Khi tham gia vào trong câu lạc bộ này thì chúng tôi thấy rằng đây là một trong những một cái tổ chức hội hoạt động là mang lại rất nhiều những hiệu quả cho bản thân cũng như là những người hội viên cao tuổi. Nó mang lại một cái niềm vui tốt hơn nữa cho người cao tuổi chúng tôi, làm cho mỗi một hội viên cảm thấy yêu mến hơn, gắn bó hơn và kết lại với nhau thành một cái tổ chức có ích. Với nòng cốt là người cao tuổi, kế cận là lớp thanh niên, hy vọng câu lạc bộ văn nghệ thể thao tổ 14 phường Tân Hà sẽ thực hiện được tốt tôn chỉ mục đích mà câu lạc bộ đang hướng tới và phát triển mạnh mẽ hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ văn nghệ thể thao tổ 14 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Bác đã dừng chân để mang con đây.
lên đường. Xây những nhà máy, ta xây những công trường, trời xanh vươn ống khói xuân sáng khắp nơi đời. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chi, gió sương vẫn vương lòng, tình yêu đang rẽ sóng đi tô thắm non sông. Ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Trong muôn câu ca.
bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng. Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, thấy mõm xanh qua bộ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính cầu so dây, cùng hát then trong vòng tay. Gợi nhớ về bao nhiêu
kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, xanh muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng. Về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xôn xao cánh chim, trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát. Kỷ niệm.